cái comment nó hỏi á, thằng này nó có tiền mà sao nó không biết đi làm từ thiện vô bệnh viện này kia, nấu cơm, mua cơm cho hộ dân nghèo này kia. Dạ thưa thưa em trả lời với anh luôn, anh chị luôn. Dạ cái đó em cũng có làm rồi. Cầm tháng 7 này em với thằng bạn em là cũng có làm 120 mấy phần quà ở trong tại bệnh viện và cứu đó, là mà mua đường, bột ngọt, nước tương này kia cho các phần quà đó là một người gần 500 ngàn, là 120 mấy phần quà đó. Rồi cơm hàng tháng ở đây tụi em cũng quyên góp, nấu cơm từ thiện cho, đóng góp cho bệnh viện luôn, cũng có luôn. Rồi ở đây tụi em với thằng bạn hiện bây giờ hàng tháng là cho 14 hộ nghèo nhất ở huyện này, là những hoàn cảnh khó khăn nhất đặc biệt á, là một tháng là 500 ngàn, là 14 hộ là một tháng 7 triệu, là mỗi cái đó là mỗi hàng tháng đó. Là em trả lời xin comment của anh đó, anh các anh chị đó nghe, rồi em hiểu em có làm những cái lời anh nói chưa. Rồi những cái mà thêm một cái comment nữa hỏi á, cái thằng này á nó có tiền thì sao nó không biết đem vô chùa, vô miễu cúng đựng tạo cái phước. Dạ xin thưa các anh các chị, cúng chùa cúng miễu, dạ em cứ cúng rồi em cúng tiền đắp đường đi cho người ta, xây cầu cho người ta đi, dạ cái đó em có rồi, em làm hết rồi đó. Rồi những có thêm là cái cầu này kia, đắp cầu đường người ta nó tạo phước đó, thì em cũng với thằng bạn em cũng có làm cái bắt cây cầu, cúng cây cầu cho người ta đi qua cái kinh, thông xe chạy qua lợi. Hồi đó thì chắc nghĩ cây cầu đó chắc người ta đi cầu tre quá, sau này người ta mới thông qua, người ta mới có làm cây cầu từ thiện. Đó là tôi với thằng bạn tôi Hùng làm cây cầu, nguyên cây cầu cho người ta qua lợi cái kinh đó. Rồi cũng có thêm một cái comment nữa, nói thằng này có tiền dư giả sao nó không biết chia cho bà con nghèo này kia, học sinh nghèo này kia, giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Dạ xin thưa các anh chị luôn, cái đó em có làm luôn rồi. Em có tặng xe đạp cho học sinh nghèo gần tháng 7 này nè, em có tặng xe đạp. Rồi sách vở học sinh nghèo em có mua, em tặng luôn. Đó là em trả lời cái đáp án cho những cái anh comment bình luận gì đó hiểu luôn ha. Coi những cái những lời comment đó coi em có làm được hay chưa đó. Rồi có một cái nữa, cái chú mà comment ông nói thằng này thằng khùng trời Vinh đó, kệ tôi thích cái câu mà chú nói tôi khùng á, chấp nhận tôi khùng đi, tôi ước gì á tôi khùng tới già tới chết, đừng tôi tạo phước cho người ta tôi làm ăn được đó. Tôi khùng tôi biết tôi làm tạo phước giúp đỡ bà con, còn chú lớn đáng tuổi ba tôi rồi mà chú dòm đời, mà chú không biết trước khi chú nói mà chú không biết suy nghĩ đó. Chú muốn nói người ta như thế nào chú nhìn trước nhìn sau dòm tìm hiểu rồi chú phải nói phán xét người ta. Thôi kệ đi, cái câu nói khùng chú lớn chú đáng ba tuổi ba tôi thì tôi cũng trách móc rồi đâu đó. Tôi cũng ước gì tôi khùng được hàng năm, tôi giúp đỡ bà con ở đây. Ở đây chắc ở vòng vòng xóm tôi ai cũng thích tôi khùng hết chứ, tại khùng nên tôi bố thí nhiều một chút. Rồi thì cũng mong các bạn trên cộng đồng mạng với Facebook á, thì các bạn xem xét lại những cái mà những lời tôi nó có nói đúng, có nhận xét coi có đúng hay sai ha. Đó. Ở đây bất cứ cái điều gì tôi đã làm á, cúng chùa cúng miễu, xây cầu đắp đường, giúp người nghèo hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, tôi làm điều hết. Còn những cái ở ngoài người ta bệnh không có tiền đi khám bệnh, xin chúng tôi đều cho hết, tôi với bạn tôi quyên góp cũng như làm từ thiện 1-2 triệu cho người ta tiễn bệnh tiễn xe đi đó. Cái đó là có phải là làm từ thiện hay không các bạn? Gửi đến các bạn á. Rồi cái em gì mà bên
Trần Thị Liên Liên gì đó, thì cho nó anh em sale cái list của trên nhà báo gì về đó, thì em coi cái list này thì em có việc sale lên đi cho cộng đồng mạng ra hiểu. Nên ra em muốn sale lên, đã biết người ta chửi tôi quá trời, tôi khó ăn khó ngủ hai đêm nay, mệt nhất cái đầu quá, sao làm việc thiện mà không thấy thiện đâu, thấy bị chúng chửi không vậy đó. Ở đây hoàn cảnh nào khó khăn nãy kia, tôi không giúp ít, không giúp nhiều, tôi cũng giúp được chút ít đó. Thì mong các bạn ở trên cộng đồng mạng, trên YouTube này kia, Facebook gì đó, thì xem cái clip này coi em có nói đúng hay sai, thì các anh cứ việc phán xét, bình luận nhận xét vô tư, muốn chửi sao chửi ha. Xin chào các bạn.